Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Và mục đích của Bùi Hồ là lặn lội hàng trăm cây số xuống đây vì lý do là có một cái việc, đó là phải xây cây cầu này lại nè cô bác quý anh chị. Thì trước đây Bùi Hồ có đăng một clip lên về cây cầu đau khổ tại xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Thì ở bên đây nè, với hơn 10 hộ gia đình và khúc mé bên kia 5 hộ gia đình phải hàng ngày phải đi trên cái cây cầu này nè cô bác quý anh chị. Cây cầu này được làm bằng chất liệu là từ cây gừng, đó là cây cóc. Và hiện nay thì sau một thời gian thì cây cầu rất là xuống cấp luôn. Và hiểu cái sự đau khổ này thì được sự hỗ trợ của mạnh thường quân, đó là chị Lâm Tuyền, là Việt Kiều Mỹ, hỗ trợ kinh phí là 60 triệu đồng cùng người dân để xây lại cây cầu. Tổng cộng cây cầu xây với giá là 90 triệu đồng. Và đến thời điểm này thì cây cầu vẫn còn tồn tại ở đây. Lý do là vì dịch bệnh, thời gian dịch bệnh thì giãn cách xã hội ở Việt Nam, nên hiện nay cây cầu này xây vẫn chưa xong. Và cây cầu tạm bợ này vẫn hàng ngày sử dụng. Ngay lúc mà sau giãn cách, Bùi Hồ đi chạy xe đi trên cây cầu này á, thì cái cảm giác rất là bất an luôn. Mình cảm giác nó rất là trong trên và không biết là nó sụp đổ bất cứ lúc nào. Tại vì nhìn kết cấu của cây cầu hiện nay nó đã bị siêu dẹo rồi. Và hàng ngày thì trên một hàng trăm chiếc xe chạy qua cây cầu như thế này. Và chắc có lẽ là vì quen thuộc nên người dân người ta không sợ nữa. Nhưng mà nếu như mà cô bác quý anh chị là người ở xa đến để mà đi ra ngoài kia là cái hang tiền á, du lịch á, thì chạy ngang cây cầu này rất là sợ hãi và khủng khiếp luôn. Tại vì khi mà té xuống thì có thể là ảnh hưởng đến tính mạng. Đó, đây, những cái cây này rất là nhọn luôn. Và hôm nay Bùi Hồ đến đây thì để quay cho cô bác quý anh chị xem, cũng như là mạnh thường quân là chị Lâm Tiền, và cái tiến độ xây cây cầu ở đằng kia để thay thế cây cầu như thế này. Và hiện nay á, cô bác quý anh chị biết không, anh thợ này, anh chủ thầu này, ảnh mới xuống làm cách đây khoảng hơn 15 ngày. Và Bùi Hồ xuống đây muốn quay cho cô bác quý anh chị xem, vì cái mật độ nước biển nó cứ dâng lên, thủy triều dâng lên hạ xuống á, nên việc làm cầu cũng có thể chậm trễ hơn. Thì để biết rõ thêm về cái nó cô bác quý anh chị đấy, để biết rõ thêm về cái tiến độ xây cây cầu cũng như là xây như thế nào, xong hoàn thành như thế nào, và Bùi Hồ cho anh thợ ứng thêm một số tiền nữa để mà gấp rút làm cái công việc ở xây cầu đằng kia. Và bây giờ không nói nhiều nữa, mời cô bác quý anh chị cùng theo chân Bùi Hồ để đi lại đằng kia. Thì Bùi Hồ cũng xin chia sẻ lại là cây cầu này được xây với kinh phí là 90 triệu đồng, thì 60 triệu đồng là chị Lâm Tiền ủng hộ toàn bộ chi phí đó, còn lại là người dân đóng góp. Đây là những cái ngôi nhà để cô bác quý anh chị hàng ngày họ phải đi một cái cây cầu như thế. Và Bùi Hồ sẽ lại lần đó ha. Lương duyên và xây cái cây cầu này á cô bác quý anh chị, là có một lề điều hữu duyên là trước đây Bùi Hồ có tìm đến hang Tiền, hay còn gọi là hang Vua đó. Thì sau khi mà đến xong thì có quen biết một số người dân ở đây, và nhờ nói với các người dân ở đây, họ làm nghề là đánh bắt nghêu đó, nên là nữ không đủ kinh phí để mà chung tay nhau, thì được chị Lâm Tiền hỗ trợ. Thì bây giờ cây cầu này đã tiến hành, sau khi tiến hành thì giãn cách thì các anh thợ này ngưng hết à. Đây thì chạy qua cây cầu đó sợ không? Dạ. Ở đây là cái vùng, cái vùng này là cái vùng nước mặn, nên thành thử ra thủy triều lên xuống, thủy triều rút xuống thì các anh thợ này đổ mới được. Anh thợ này anh nói là cây cầu này bảo xây xong và bảo hành trong thời gian 20 năm. Và trước khi xây cây cầu này thì Bùi Hồ có nhờ người dân ở đây xin phép và hỏi ý kiến của chính quyền địa phương mới được phép xây dựng cây cầu như thế này. Hiện nay thì anh đã đổ được cắm hai phần trụ bên kia 3 cây và phần trụ bên này 3 cây. Thì cái phần cột trụ bên kia thì anh mới vừa đổ bê tông lên ngày hôm qua và đã tháo cái phần cốt pha ra. Và hôm nay thì nước rút, anh với lại anh này sẽ đóng phần cốt pha này, sẽ bô sắt gắn vô để đổ cái phần trụ tiếp theo. Sau cái phần trụ này á, thì các anh sẽ tiến hành là đổ đà cũng như đổ sàn, bắt lan can. Ô, nước sâu vậy đó hả anh Trí? Nước đầu á. Ngang cổ hả? Này là đã giật chưa? Giữa sông nè, còn giật xuống nữa. Dạ.
Giữa sông là ngang đầu anh. Anh Trí có thể mình nán tí xíu được không anh Trí? Nên em có thể trao đổi với anh đó. Có cần cắm gì không? Đây là cái phần đà đi ra ngoài kia này cô bác của anh chị. Đó. Chắc có thể là trao đổi với anh khoảng 5 phút, không có tốn thời gian của anh nhiều. Thấy cũng vất vả quá ha. Hiện nay thì công việc này chưa có cần nhiều người anh phụ anh Trí. Chờ nước không à, nhiều người vô đây cũng ở không không à. Dạ. Chưa có gì. Anh thấy dán. Dạ dạ. Dán bờ bự dạ, lấy đi. Dạ dạ không sao. À, có hai người làm thấy cập gập quá. Mà làm người thì không có công việc để làm ha. Không có việc làm. Để cho anh đem dán ra đi. Rồi sau đó mình sẽ phỏng vấn ảnh một tí xíu. Làm ở dưới nước thì nó khó gấp 4-5 lần so với trên bờ ha. Ừ. Phải vậy. Bắt ai? Điện tùm lum thôi. Điện đó, điện đó, đồ keo khâu là hoàn. Điện nhất nhất là cái đường dây điện á. Ờ cái này là cái cảo để đem cái hồ quá. Hồ đồ chuyển dễ dần chuyển trộn hồ bên kia ha. À trộn hồ bên. Tại vì vật tư chuyển của anh đây không được phải không? Có cậu luôn. À, bây giờ vô đây mình nán lại tí xíu được không anh Trí? Dạ. À, cái cầu này thì mình xây thời gian bao lâu nữa là xong anh Trí? Thời gian 1 tháng nữa. 1 tháng nữa thì bây giờ là đã hiện nay là tháng 10 âm lịch. Mùng 9 tháng 10 âm lịch thì chắc khoảng là tháng 11 là anh sẽ trong tháng 11 là anh sẽ xong. À, thì hôm trước thì ngày khởi công cây cầu anh Trí thì em có bị ở Đồng Tháp là bị dịch bệnh đó, em không có thể xuống đây được, thì em có chuyển tiền cho chị hai là 30 triệu đồng. Thì chị hai có đã chuyển cho anh 30 triệu đồng để có ấy vật tư xây dựng rồi đúng không anh Trí? Đúng. Dạ đó, đó, đó. Dạ 30, thì cây cầu này là hôm trước là nói là anh bảo lãnh là xây là 90 triệu đồng, thì nhân dân đóng góp là 30 triệu, còn một mạnh thường quân của bên em là 30 triệu đồng nữa, là 60 triệu đồng nữa là 90 triệu đồng. Dạ đúng rồi. Dạ thì tại vì em muốn quay cho cô bác quý anh chị mạnh thường quân thấy á, nhưng mà tại vì anh có thể nói tại sao cây cầu mình hiện nay nó lại mới bắt đầu xây như thế, có thể nói cho cô bác quý anh chị rõ không anh Trí? Thì cũng nói với cô bác quý anh chị là tại vì đợt dịch Covid á, thành ra nó thời gian nó hơi gián đoạn trong vòng mấy tháng lận. Dạ xích lên đây nè. Gián đoạn hình như là hơn 3 tháng không anh Trí? Gián đoạn 3 tháng mấy. Dạ. Thành ra cái cầu nó kéo dài thời gian chứ không thôi là bây giờ đã xong mẹ nó rồi. Dạ. Thì hiện nay là anh đổ cái phần trụ này lên nữa là sau đó mình đổ đà hả? Bắt đóng có pha đổ đà. Thì mình nối trụ nó lên xong rồi mình đổ cái dầm ngang rồi mới đổ đà ngang. Đổ đà xuôi. Dạ. Rồi là đổ mâm là gắn lan can là xong. Dạ. Thì còn khoảng anh chia sẻ là khoảng hơn 1 tháng, nếu như mà em thấy là cái xây ở dưới nước này nó có gặp khó khăn gì không? Thì nó phải gặp khó rồi. Thì mình nó thì hiện giờ đang chờ nước. Nó khô đầu cừ mình mới nối đầu cừ lên được. Hôm trước thì có là một cái hợp đồng với anh là anh nói cây cầu này là bảo hành trong thời gian nhiêu năm anh đi? Hơn 10 năm. 10 năm, bảo hành 10 năm. Nếu có sự cố thì mình khắc phục. Vụ xe nặng tải rồi nó qua đó là nó lún. Đất này lún rồi. Dạ. Thì xe này đâu có cho cỡ tấn à. Dân ở đây đỡ ta biết. Cho xe ba gác chở vật liệu đồ qua được. Xe lớn nữa là không được. Tải là bao nhiêu anh? Tải thì nó trong vòng tấn. Tấn hả? Là lúc mà mình đổ mâm lên là nhiêu? Đổ cái xà đà, sàn á. Cái mâm là nó từ 8 phân đến tấc. Dạ. Tại vì mình đi cái dốc á. Mình đi cái dốc cao lên như nè, chính giữa là ở cao. Trên này là mình làm hình vòng cung hay là mình làm nhịp lên 3 nhịp? Không, vòng cung. Vòng cung lên hả? Là mình đổ nguyên mâm liền thẳng tao bảnh luôn. Chứ mình không có làm hở ra 3 nhịp hả? Không. Đi liền luôn à. Dạ. Đi liền nó cứng hơn.
điện liền cứng hơn hả? Dây điện nó nối sắt với nhau luôn rồi, thổi mà không nó kết cấu sắt liền cái mẫu luôn rồi. Dạ. Em có một số thì ý kiến là mình xây cái phần ở dưới này, mình niền ba cây trụ này vô cái anh chỗ mặt nước á, hai cái phần hai bên á, ngang mặt nước á. Cái đó thì nếu như mình hai cây á, bên đây cây bên đây cây thì mình mới ngán. Còn này ba cây khỏi làm cái gì. Còn này mình đợt đầu là cũng anh em đây người ta cũng góp ý, nhưng mà tôi nói thôi cái này tôi cắm ba cây luôn chứ không có cắm hai cây. Dạ. Là tại vì từ đó lên trên nó tới đó là mình chùm cái đà rồi. Ở trên có một cây đà ngang ở trên phải không? Ừ, cây đà ngang, cây đà 30 bự gì nè. Dạ. Thường thường mấy cái dầm đó. Dạ. Thì hôm nay thì em đến đây thì để quay cái thước phim này cho Mạnh Đường Quân thấy, cũng như là coi cái công việc mà mình tiến hành á nó lại bị chậm trễ là gì đó. Thì cái thứ nhất là thông tin với Mạnh Thường Quân là anh Trí là sẽ cố gắng là xây dựng trong vòng một tháng nữa là xong. Đó, cái thứ hai là cây cầu này nó bảo đảm là 10 năm có gì anh sẽ bảo trì lại, anh sẽ coi lại. Tại vì hôm trước có làm một cái hợp đồng. Có. Đó. Và cái việc thứ ba là hôm trước là trưa khi mà khởi công ngày xây cây cầu đó thì em có chuyển cho chị hai cho người dân ở trong nhà 30 triệu để gửi cho anh. Rồi. Và hôm nay thì thôi dịp này thì em có xuống đây để em coi quay tiến độ công trình của cây cầu mình, thì em sẽ chuyển cho anh thêm 15 triệu nữa. Rồi. Là 45 triệu. Thì hồi nãy em mới đi rút tiền nè, anh đếm lại giùm em để anh có thể vật tư. Thì sau này khi mà cây cầu mà còn 5-10 ngày nữa xong đó thì em sẽ chuyển tiếp cho anh thêm 15 triệu còn lại để mà em xuống coi tiến độ của cây cầu của mình tiếp. Đủ chưa? À, cái nước mặn này thì cây cầu mình cái thời gian tuổi thọ nó có mau hơn so với nước ngọt không anh Trí? Nói chung cái nước mặn thì nó phải cái chất lượng đó thì nó cũng phải nó hơi yếu kém hơn là nước ngọt tí. Tại vì cái nước ngọt thì bảo trì của cái xi măng nó tốt hơn. Dạ. Của nước mặn thì nhiều khi nó một thời gian lâu nó sẽ ngấm. Vậy là nước ngọt cũng vậy thôi. Dạ. Hồi sáng giờ là mình mới làm lúc nãy luôn hả? Ừ, thì mới làm nãy giờ là sáng nước lớn làm không được thì đó chờ đó ba cái dàn cảo là... Dạ. Nói chung là ở đây á, thì ở trên clip thì em thông qua là cái thứ nhất, cái thứ hai là để thấy cái công việc của mình nó làm đó, để cho Mạnh Đường Quân biết cũng như là tất cả cô bác quý anh chị coi được ha. Một lần nữa thì em cảm ơn anh, mong anh thì cùng với lại đây là một cái cầu an sinh đó thì của cho bà con cô bác quý anh chị đi, nên là nữ là mình cùng chung tay. Ví dụ Mạnh Thường Quân thì góp về tài chính, thì anh thì vừa làm mà góp về cái công sức của mình luôn để cho cô bác quý anh chị đi một nơi an tâm. Nói thật ra thì cái cầu nhỏ lúc nãy đó mà học sinh mà nó đi học ngang á, chạy xe đạp ngang mà nó lỡ mà nó gớt xuống sông là nguy hiểm lắm, nguy hiểm vô cùng đó. Này, thôi anh làm đi, không nghe. Rồi vậy thôi, một lần nữa cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho dân được cái cầu. Dạ. Tôi cũng gắng chung tay tiến hành cho rồi sớm chừng nào cho dân chúng đi trước Tết cho nó thoải mái tí. Sau này thì anh có thể là đổ một cái trụ bảng anh Trí, để ngoài trước đó cây cầu do nhân dân Mạnh Thường Quân và nhân dân đóng góp gì đó. Cầu đi chung do Mạnh Thường Quân nhân dân đóng góp, mình lại để cái bảng nhỏ vậy đó. Hoặc là có thể em hỏi ý kiến của chị coi có thể để tên chị và nhân dân đóng góp. Rồi. Cái đó thì mình đến tính sao đi. Dạ dạ. Để hỏi ý kiến. Rồi. Cảm ơn á. Dạ. Rồi một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị. Xin chân. Vừa ngày qua chơi một cái bây giờ chơi cái nữa coi. Một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân. Xin chân thành cảm ơn chị Lâm Tiền và xin chị Lâm Tiền là Việt Kiều Mỹ, và xin chúc chị luôn có một cái sức khỏe dồi dào an lạc, và xin hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở những video clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.